đại diện lãnh đạo cộng đồng đoàn thể và tất cả các đồng hương. Như bác sĩ Hữu vừa nói thì chúng tôi cố gắng làm thế nào để chúng ta có một cái sự đoàn kết của các cộng đồng ở khắp nơi ở Liên bang Hoa Kỳ. Thì hiện tại Liên bang Hoa Kỳ có 32 cộng đồng được chính thức người cư dân Việt Nam bầu lên, và hiện tại chúng tôi cũng đang cố gắng để phát triển thêm. Rất tiếc là hôm nay tất cả các cộng đồng ở khắp nơi đều tổ chức ngày 30 tháng 4, do đó nhiều quý vị chủ tịch không đến được, chỉ có một số các quý vị ở miền Đông Nam Hoa Kỳ, miền Đông Hoa Kỳ và miền Nam Hoa Kỳ. Và tất cả các quý chủ tịch đó đã email và gửi lời cầu chúc cho buổi tổ chức ngày 30 tháng 4 được thành công, để cho mọi người dân Việt Nam kể trong nước thấy được cái tinh thần của người Việt ở hải ngoại. Hằng mong ước rằng Việt Nam không còn chế độ cộng sản, để có được một chế độ tự do, dân chủ, để mọi người dân được hưởng hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị.